师傅，师傅，师傅，师傅，马祖。何处啊？本当từ Đông Thổ Đại Đường đi sang Tây Trúc Thỉnh Kinh。去往西天拜佛。西方。Đường đến Phật Tổ xa xôi, những 18,000 dặm, mà trưởng lão chỉ đi một mình thôi sao？师傅，师傅，còn đang bị đè dưới chân núi 500 năm。500多年呢。Người tên là gì? Con họ Tôn, pháp danh là Tôn Ngộ Không. Ta thấy người rất giống loại đầu đà. Đầu đà. Nên ta đặt cho cái tên hành giả.师父，师父，师父，师父，师父，悟空。Diễn viên chính: Lục Tiểu Linh Đồng, Uông Việt, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ, Dương Xuân Hà, Dương Tuấn, Hoàng Phi, Lưu Huệ Mẫn và các diễn viên khác.